Em hát câu 2. Ly mới, ly mới em sẽ gửi. Ok, tiến bắt đầu rồi. Chào mừng quý vị trở lại với livestream của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào mừng tất cả mọi người đến với buổi livestream thánh ca buổi tối ngày hôm nay. Ngày mai là thứ tư lễ cho, là khởi đầu của mùa chay, nên mọi người chúng ta nhớ đi tham dự thánh lễ đầy đủ và giữ chay theo quy định hội thánh. Mùa chay là mùa giúp mỗi người chúng ta nhìn lại chính bản thân của mình, ăn năn sám hối với những mắc phải với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân. Nhóm nhạc nhỏ bé của chúng con ngày hôm nay gửi tặng mọi người những bài hát thánh ca nhẹ nhàng như lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa để tỏ lòng sám hối. Bài thánh ca đầu tiên đó là bài Hãy Trở Về, được sáng tác bởi nhạc sĩ Ngọc Khôn. Kính mời mọi người cùng lắng nghe. Trong ơn
trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về sống trong an bình. Trở về để mãi sống trong ân tình. Như mọi người đã biết, tình hình hiện nay tại Ukraine, một lần nữa chiến tranh lại xảy đến. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau khổ và lo lắng vì tình hình ở Ukraine. Tôi rất đau lòng vì tình hình ngày càng tồi tệ ở miền đông Ukraine. Bất chấp những nỗ lực ngoại giao trong vài tuần vừa qua, những viễn cảnh ngày càng đánh bạo động đang mở ra. Mọi người thân mến, Đức Thánh Cha của chúng ta đã kêu gọi toàn thế giới ăn chay vào thứ tư lễ cho để cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại Ukraine. Một bài hát quen thuộc của Thánh Francisco Assisi là bài Kinh Hòa Bình sẽ được hát lên để cầu nguyện cho đất nước Ukraine bởi hai ca sĩ Mỹ Linh và ca sĩ Ngọc Ánh. Rồi ánh sáng đến
Xin cảm ơn tất cả những comment của quý vị đã gửi tặng cho nhóm nhạc nhỏ bé ngày hôm nay của chúng con. Có thể nói được rằng những comment này đó là những lời động viên và khích lệ rất là nhiều tới nhóm nhạc của chúng con ngày hôm nay. Và cầu chúc cho quý vị của chúng ta sẽ có một đêm nghe nhạc thật là vui và nghe nhạc thật là trong một cái tâm tình cầu nguyện để chúng ta cầu nguyện cho chiến tranh sắp sửa kết thúc của Ukraine. Vâng, xin cảm ơn Khánh Huyền, Nguyễn Thị Khánh Huyền này. Hay lắm ạ. Vâng, xin cảm ơn Nguyễn Thị Khánh Huyền ạ. Vâng, xin cảm ơn Tiến, Nguyễn Tiến ạ. Vâng, tuyệt vời, chúc mừng ạ. Vâng, mọi người có thể ủng hộ chúng con bằng cách đó là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ live stream ngày hôm nay để chúng ta sẽ cùng nhau có nhiều những người biết đến để chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện theo một cách rất đặc biệt và cụ thể ngày hôm nay, đó là qua live stream trực tiếp ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện bằng những lời hát ngày hôm nay. Vâng, xin chào Maria Diệu Linh, xin chào Thùy Moon. Vâng, cầu chúc cho mọi người chúng ta sẽ có một đêm nghe nhạc thật là hạnh phúc bên gia đình cùng tất cả mọi người thân. Và để tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc tiếp theo ngày hôm nay. Đức Mẹ khi hiện ra tại Fatima đã nhắn nhủ với nhân loại nhiều điều, trong đó Mẹ có dặn là phải ăn năn đền tội. Đây cũng là tâm tình của mùa chay, cầu nguyện, ăn năn hãm mình và làm việc bác ái. Ca khúc Lời Mẹ Nhắn Nhủ có lẽ quá quen thuộc với tín hữu Việt Nam. Trong giờ phút này, mọi người cùng cầu khẩn đến Mẹ, mong sao Việt Nam được thoát khỏi đại dịch Covid vì số ca càng ngày càng tăng rất cao. Và ca khúc này được thể hiện bởi tất cả những ca sĩ đang có mặt trong live stream ngày hôm nay. Mẹ mãi
tim sao xuyến rụng rời. Tháng năm kia đã trôi, hỡi bao lầm lạc than nỗi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thăm hỏi, Mẹ Maria ơi, xin mẹ đối thương nhân lời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thông hối, Mẹ Maria ơi, xin mẹ đối thương nhân lời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời. Cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời. Vâng, xin chào Ly đây nhé. Ly đây có một comment rất hay, đó là hay quá. Vâng, cảm ơn Ly đây. Xin chào Ánh Nguyệt ạ. Xin chào tất cả mọi người đang xem buổi live stream ngày hôm nay. Xin chào Liệu Liệu, xin chào Tơ Đỗ, xin chào Ánh Nguyệt, xin chào Thân Thị Du Ly, xin chào Khánh Huyền, Nguyễn Thị. Vâng, xin chào Nguyễn Đình Binh. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng ngồi lại thật ngay ngắn để nghe chúng con hát trong ngày hôm nay, và một cách nữa để ủng hộ chúng con, đó là mọi người chúng ta sẽ cùng nhau chung tay chia sẻ giúp live stream của chúng con, để chúng con sẽ phục vụ mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn Nguyễn Thanh Uyên. Vâng, Hiếu Vũ, đệm đàn đẳng cấp. Vâng, tuyệt vời. Mong rằng cái tiếng đàn này sẽ luôn luôn được vang lên trong tất cả những lời cầu nguyện hoặc là tất cả những chương trình cầu nguyện của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn Trần Thế Uy ạ. Tuyệt vời lắm, người yêu mình ơi. Vâng, chắc hẳn là trong đây có rất nhiều người yêu của Nguyễn Thế Uy. Xin chào Ánh Nguyệt ạ. Xin chào Tâm Phạm, và xin chào Ly Đây, xin chào Chỉ Nguyễn. Vâng, với những comment ca sĩ hát hay quá, tuyệt vời quá. Chúng con rất cảm ơn tất cả mọi người đã giúp chúng con có được một buổi live stream thật là tuyệt vời, nếu mà quý vị chúng ta cứ ngồi để xem chúng con đến hết chương trình ngày hôm nay. Và hơn thế nữa là quý vị cũng có thể chia sẻ cho chúng con lên tất cả các nơi, để mọi người chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện qua lời tiếng hát của những người nhỏ bé, để cầu nguyện cho thế giới được bình an, và chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho chiến tranh tại Ukraine chấm dứt, sớm chấm dứt. Lịch sử nhân loại luôn chịu nhiều những thương đau xảy đến. Thảm họa này chưa qua đã có thảm họa khác xảy đến. Tình hình dịch bệnh COVID vẫn còn đang lan tràn nhiều nơi, mà thảm họa chiến tranh lại đang xảy ra tại Ukraine với bao nhiêu là đau thương cho những người vô tội. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài cầu khẩn lời lên Chúa xót thương, cất khỏi những đau khổ này. Mời mọi người chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ca sĩ Vũ Phương Thùy qua ca khúc được mang tên Nguyện Cầu Chúa Thương. Chắp tay nguyện cầu trong đêm dài thâm sâu, dâng lên Chúa.
người chẳng biết thương nhau, sân si nối loạn sang sâu, cướp giật tranh giành nhau, phân chia xâm đập giữa màu xa. Nguyện cầu Chúa dù thương thứ tha vẫn đời chúng con, con non thơ dại khờ, xin Chúa đừng quay mặt làm ngơ. Nguyện cầu Chúa ra tay xua tan sương mù chân gian, cho thế giới bình an và muôn dân thoát khỏi lầm thế. Con chắp tay nguyện cầu, mong sao tình ngài ban cho thế giới bình an, được sống trong cảnh tai họa, và người người biết yêu thương, đừng ganh thù tị ghét nhau. Lời lộc rồi sẽ qua mau, nhân gian chỉ là cõi tạm, hơn được mất và thua, mai sau sẽ được lãnh được chi. Trong dung ngôn, Chúa Giê-xu có kể về hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người là người Pha-ri-sêu nổi tiếng về giữ luật, và một người là người thu thuế được coi là tội lỗi. Người Pha-ri-sêu thì tiến lên trên cao xét cung thánh đền thờ để cầu nguyện và kể lể với Chúa những gì mình đã làm được. Còn người thu thuế chỉ dám đứng tít đằng xa và đấm ngực ăn năn với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.
Chúa nói với mọi người thu thuế trở về sẽ được nên công chính, còn người kia thì không vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Giờ đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc được mang tên Ánh sáng và bóng tối đến từ ca sĩ Ngọc Ánh. Mọi người có thể giúp con bình luận xem là tiếng có ổn định không ạ? Thầy ơi, hôm nào cho con sang thu bài ạ? Đúng là ca sĩ hát du hồn quá. Vâng, xin cảm ơn Tiến, Nguyễn Tiến ạ. Xin cảm ơn Ly đây, chuyên nghiệp quá ạ. Xin cảm ơn tất cả những bình luận khá là tích cực của mọi người. Thay mặt cho ban nhạc Nhỏ Bé thì chúng con xin cảm ơn tới tất cả mọi người và cầu chúc cho mọi người sẽ có một buổi tối nghe nhạc thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và thêm lời cầu nguyện cho chúng con để chúng con có một sức khỏe để luôn phục vụ tới tất cả mọi người những ca khúc hay hơn nữa. Vâng ạ, xin cảm ơn Lê Thành Đạt. Vâng ạ, âm thanh khá ổn rồi, ok ạ. Xin cảm ơn Tiến, Nguyễn Tiến ạ. Dạ ok ạ. Xin chào Kim Sơn ạ, đang xem ạ. Xin chào Trà My đang xem ạ. Xin mọi người chúng ta hãy sẽ cùng nhau chia sẻ giúp chúng con để chúng con sẽ cùng nhau hát tiếp tục phục vụ tới mọi người trong đêm ngày hôm nay, để chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện qua
cái kênh livestream này để chúng ta sẽ cầu nguyện cho sắp sửa chiến chấm dứt được dịch bệnh này bên Ukraine. Xin cảm ơn Đức Chính. Vâng, rất nhiều những comment tích cực của tất cả mọi người. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp với những nhạc phẩm ngày hôm nay để dâng lời cầu nguyện thêm. Một dụ ngôn rất quen thuộc, hay được nghe trong mùa chay là dụ ngôn người cha nhân hậu. Dụ ngôn lột tả lên chân dung của lòng thương xót của Chúa. Có lẽ mọi người, nhất là các bạn giới trẻ đều biết căn bản nhạc hot của nhạc sĩ Khánh KCM là bài Buồn của anh. Sau nhiều lần nghe nhiều bài này vào mùa chay thì nhạc sĩ Hiếu Vũ đã mạn phép đặt lời mới cho ca khúc này dựa trên dụ ngôn người cha nhân hậu. Và đặt vào thì nghe nhạc và lời rất hợp với nhau, có thể có hợp hơn với cả bản gốc. Sau đây xin mọi người chúng ta cùng nhau lắng đọng để hòa mình vào nhân vật người con đi hoang bao ngày rồi lại ăn năn trở về. Chạy
giờ đây lỗi của con phạm đến trời cao không đáng được để cha gọi là con cha. Từ đằng xa nhìn thấy hình con nỗi sung vui bừng trong lòng cha vội chạy ra vòng tay để ôm vì con cháu về. Từ bao lâu lòng cha chờ mong quẻ mi cha lệ tuôn thầm cay cho rất mừng khi con trở về cùng cha. Ở phương xa lòng con buồn đau đã bao phen lãng quên tình cha chạy đi xa để quên niềm vui vui cho nỗi buồn. Ngồi ăn năn lòng con giờ đây lỗi của con phạm đến trời cao không đáng được để cha gọi là con cha. Từ đằng xa nhìn thấy hình con nỗi sương vui bừng trong lòng cha vội chạy ra vòng tay để ôm vì con trở về. Từ bao lâu lòng cha chờ mong khóe mi cha lệ tuôn thầm cay cha rất mừng khi con trở về cùng cha. Đã chết rồi nhưng nay sống lại mừng. Cha nhân hậu, người bố người mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình và luôn luôn chào đón người con của mình trở về dù người con có tội lỗi như nào. Xin cảm ơn hai ca sĩ đã gửi tặng cho ca khúc rất là hay được mang tên Buồn của Cha. Vâng, xin cảm ơn tất cả những trái tim của quý vị đã dành tặng cho chúng tôi ngày hôm nay. Cầu chúc cho quý vị chúng ta sẽ có một buổi nghe nhạc thật là vui và hạnh phúc bên gia đình của mình. Vâng, xin cảm ơn Trần Kim Yến, một đêm thật ý nghĩa, ca sĩ hát hay lắm à. Vâng, xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn Trần Thanh Hoa, hay quá các chị ơi. Xin cảm ơn Phương Nam ạ, với những lời động viên của quý vị. Nó là một động lực dành cho tất cả chúng tôi làm chương trình ngày hôm nay. Và cầu chúc cho mọi người sẽ luôn luôn có một đêm thật là bình an trong tình yêu của Thiên Chúa và luôn luôn dâng lời cầu nguyện cho chấm dứt chiến tranh đại dịch. Mỗi dịp mùa chay về, có lẽ chúng ta hay chuẩn bị phải ăn gì để được coi là giữ chay, mà nhiều khi quên mất những việc làm cần thiết, đó là những hy sinh hãm mình, những lời kinh nguyện và những việc bác ái. Như vậy thì mùa chay mới thực sự có ý nghĩa. Sau đây, kính mời mọi người chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc Kinh Chay do Mỹ Linh gửi đến. Tâm hồn con vướng bao tội tình.
con trông mong bao ngày đêm hối tội lỡ lầm, trong khi con hãm thân mình tính xác hy sinh. Mùa chay thôi bốn mươi ngày con vẫn nài xin Chúa Ba ngồi nâng hồn con dậy, giúp con luôn trung thành suốt đời. Ôi Giê-xu, con nguyện xin thánh danh uy quyền, xưa hy sinh xuống kêu chuộc nhân thế. Có thể là những giây phút lắng đọng tâm hồn của tất cả mọi người chúng tôi đã nhìn thấy được rồi. Và xin cảm ơn tất cả mọi người chúng ta đã cùng nhau xem xuyên suốt buổi live stream ngày hôm nay. Và cầu chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe nhạc thật là tuyệt vời. Trên hành trình thương khó của Chúa Giê-xu, luôn có ánh mắt của Đức Mẹ luôn theo dõi con mình trên từng bước đi. Có lẽ mẹ cũng đau đớn, nhưng chính Chúa đã chịu. Giờ đây mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau để mắt tới những hành trình thập giá của Chúa Giê-xu qua ca khúc Ánh Mắt Được Gửi Đến qua giọng ca Vũ Phương Thủy. Thập giá gánh
hài nhi mẹ đó đơn đau gai nhọn đơm, ngàn soi vụ xuống máu tuôn rơi thành dòng, nặng vai thập giá gánh tội chuộc thế nhân. Hài nhi mẹ đó ngất nơi bước hụt chân, oan lưng Phật phá giữa cơn say bao tàn, vì yêu trần thế Chúa gánh muôn nhục hình. Ánh mắt yêu thương bao chùm nhân loại, ánh mắt hiến dâng in hình thập giá, ánh mắt khắc khi suối nguồn cứu độ, con Chúa chấp nhận càn quê độ máu tình sắt lưỡi đồng tuôn trào hồng ân. Hài nhi mẹ đó đơn đau gai nhọn đâm, ngàn soi phù xuống máu tuôn rơi thành sông, nặng vai thập giá gánh tội chuộc thế nhân. Hài nhi mẹ đó Phật phá giữa cơn say bao tàn, vì yêu trần thế Chúa gánh muôn nhục hình, vì yêu trần thế Chúa gánh muôn nhục. Rồi xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng nhau xem livestream buổi ngày hôm nay. Vâng, có thể nói được rằng là chúng tôi đã có những phản hồi rất là tích cực của tất cả quý vị dành cho buổi livestream ngày hôm nay. Và thật là cảm ơn quý vị đã dành tặng những lời khen dành cho chúng tôi ngày hôm nay, và cầu chúc cho quý vị sẽ có một sức khỏe thật là tốt để chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành và cùng nhau xem tiếp livestream buổi ngày hôm nay. Vâng, có thể là nói được rằng rất nhiều những comment đây, mình có xem được rất là nhiều những comment. Vâng, có một bạn đó là bạn Vũ Trang Diễm. Điều rất là đặc biệt đó là hôm nay là chúc mừng sinh nhật của một người nào đó, một người chú nào đó mà bạn đã tang vào đây. Vâng, có thể nói được rằng rất là quý ạ. Và thay lời cho tất cả ban nhạc xin gửi tặng chúc mừng sinh nhật tới một bạn nào đó mà bạn là Vũ Trang Diễm đã tang vào đây, và chúc mừng sinh nhật bạn trong ngày hôm nay, và cầu chúc cho bạn được sinh nhật có một buổi sinh nhật thật là vui và hạnh phúc, và được nghe những buổi thánh ca và luôn luôn cầu nguyện cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ phản hồi lại đó là bằng cách chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho bạn. Vâng, xin cảm ơn ạ. Trà My, vâng, những lời chúc rất hay. Xin chào Nguyễn Kim Xuyên Vũ. Vâng, xin chào Tơ Đỗ, xin chào rất là nhiều những người bạn đang xem livestream ngày hôm nay, thật là tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn Trần Thế Huy ạ, tuyệt vời lắm. Vâng, xin chào Luyến Nguyễn, hay quá, dì Thùy ơi. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã có những lời khen dành cho tất cả chúng tôi ngày hôm nay, và cầu chúc cho mọi người sẽ có một sức khỏe bình an, và luôn luôn sẽ cùng nhau đồng hành tới những buổi livestream sắp tới của chúng tôi nữa. Vâng, và sau đây chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn Linh Kẹo, tuyệt vời quá anh chị ơi. Vâng, xin cảm ơn Linh Kẹo. Xin chào tất cả những người đang xem ạ. Và xin cảm ơn tất cả mọi người. Bài thánh ca sau đây có lẽ là bài thánh ca rất quen thuộc với những người tín hữu Công giáo. Đó là bài Con đường Chúa đi qua. Bài thánh ca không quá buồn
nhưng thể hiện sự vui tươi vì con đường thập giá là con đường dẫn đến phục sinh và vinh quang. Và sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau nghe ca khúc được mang tên Con đường Chúa đi qua. Với
xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đây chúng ta sẽ cùng nhau tò mò một chút, đúng thật ạ. Bởi vì có thể nói được rằng ngày hôm nay thật sự là rất là vinh dự của ban nhạc nhỏ bé của chúng tôi đang có mặt ở trên livestream này. Nhưng mà quý thính giả chắc chắn là cũng tò mò tới tất cả những người đang có mặt ở tại livestream này. Giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu một đôi vài phút để chúng ta sẽ cùng nhau hỏi thăm nhau, để chúng ta sẽ cũng biết rõ hơn về những người hôm nay đã hát dành tặng cho quý vị và các bạn. Sau đây xin mời một người đầu tiên, đó là người mặc áo màu trắng và tóc thì màu vàng. Vâng, sẽ giới thiệu về bản thân của mình để cho quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhau biết. Xin chào tất cả mọi người đang xem buổi livestream Thánh Ca Cầu Nguyện ngày hôm nay. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Ngọc Ánh. Một cái cơ duyên rất là tình cờ để rồi ngày hôm nay mình có mặt ở đây, có thể góp một chút nhỏ bé qua lời ca tiếng hát của mình gửi tặng tới tất cả mọi người đang sống, chuẩn bị bước vào một mùa tre thánh. Và đến đây ngại quá, không biết là mọi người có câu hỏi gì đặt ra cho em không ạ? Vâng, một đôi phút hồi hộp do có thể nói được rằng là hôm nay là rất nhiều người xem, lên tới hàng trăm người, hàng nghìn người đang xem như livestream của chúng mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã nỗ lực ngồi lại và nán lại để xem tất cả livestream của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, có ai đặt câu hỏi gì cho bạn Ánh không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau comment lên ạ. Vâng, chúc toàn thể ban nhạc sức khỏe. Vâng, cảm ơn tôi tầm thường ạ. Vâng, xin cảm ơn Ly đây. Úi dồi ôi, lại có cả người MC hay quá. Vâng, xin cảm ơn Ngọc Lụa. Vâng, và một phần giới thiệu tiếp theo dành cho quý vị để chúng ta sẽ biết rõ hơn những ca sĩ ngày hôm nay. Vâng, bên cạnh đó là một người mặc áo màu đen, tóc cũng màu đen và đeo tai nghe cũng màu đen. Đi giày thì mọi người không nhìn thấy nhưng mà giày thì gần màu đen. Và chúng ta cùng nhau đến với một phần giới thiệu của một ca sĩ. Dạ vâng, lần đầu tiên cho phép con xin gửi lời chào đến quý cộng đoàn. Con tên là Maria Vũ Thị Thùy ạ, và con đến từ giáo phận Bắc Ninh. Cũng như là lời của chị Anh nói thì cũng là một cái cơ duyên từ anh Hiếu Vũ gửi lời nhắn đến cho con và có mặt tại trong buổi livestream Thánh Ca Cầu Nguyện ngày hôm nay. Thì con cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng là chỉ mong rằng là trong cái buổi livestream cầu nguyện này chúng con có thể giúp và có thể lan truyền đến tất cả cái cộng đoàn, những ai xem livestream này có thể có một cái đêm thật là vui vẻ và chuẩn bị tâm hồn đón mùa tre thánh thật là xuất sắc. Con xin cảm ơn ạ. Vâng, có thể nói được rằng một phần giới thiệu rất là duyên dáng của bạn Thùy, nhưng mà sau khi đó thì sau khi giới thiệu gần xong thì đã có người xin info ca sĩ Hoàng Thùy rồi. Vâng, có rất nhiều những yêu cầu. Đây rồi, ca sĩ Thùy có người yêu chưa ạ? Và đây là có một cái comment của Ánh đây này, rồi Thành Trung này, Ngọc Ánh có người yêu chưa ạ? Ngọc Ánh cũng xin trả lời luôn ạ. Hiện tại là em chưa có người yêu ạ. Em mới chỉ có một chồng thôi. Vậy ai muốn làm người yêu của em thì có thể liên hệ với em qua Facebook Vũ Ngọc Ánh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tưởng lại liên hệ qua Facebook Thành Trung. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời của Ngọc Ánh. Đây, rất nhiều những câu hỏi dành cho Thùy đây này. Ca sĩ Thùy có người yêu chưa? Ca sĩ Thùy có thể hát ca khúc Phó Thác được không? Vâng, chủ có chủ rồi. Ôi dồi ôi, cái gì đây? Rất nhiều những comment tích cực và rất là vui dành cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Và sau đây một người tiếp theo sẽ giới thiệu về bản thân của mình. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang ngồi nghe. Thực ra thì buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối đặc biệt đối với chúng con, đối với chúng em. Mùa chay thì là mùa giúp cho chúng ta nhìn lại và để ăn năn, sám hối. Và buổi livestream ngày hôm nay thì không có gì quá đặc sắc cả. Chúng con cũng chỉ là những người con cái nhỏ bé của Thiên Chúa, dâng lời ca tiếng hát của mình dành tặng cho người, dành tặng cho quý cộng đoàn. Chúng con hy vọng quý cộng đoàn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Con xin cảm ơn quý cộng đoàn.
Vâng, có thể nói được rằng một sự khiêm tốn đến từ ca sĩ Linh của chúng ta. Có thể nói đây là cũng là một cái tâm tình của tất cả ban nhạc muốn dành tặng tới tất cả mọi người, đó là chỉ dâng những lời ca tiếng hát, những gì mình có để dâng, để giúp cho quý cộng đoàn chúng ta có một đêm nghe nhạc thật là hay và ý nghĩa trong ngày hôm nay. Vâng, và một người cực kỳ quan trọng là trong ngày hôm nay, nếu mà thiếu người này thì chắc hẳn là tất cả các ca sĩ ngày hôm nay sẽ không hát được hay như ngày hôm nay. Và người này rất là âm thầm và lặng lẽ lại ngồi ở đằng sau với chiếc piano. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với một phần giới thiệu cực kỳ đặc biệt. Đó là phần giới thiệu của bạn, bạn gì đó thì mình không biết. Xin chào tất cả mọi người. Chắc là ngồi dưới này không biết là có ai nhìn thấy không, nhưng mà tại vì đàn kê dưới này cho nên là cũng không còn chỗ nữa để xuất hiện. Thực ra là trong buổi ngày hôm nay thì đáng lý ra là cũng có nhiều ca sĩ nữa để tham gia, nhưng mà nhiều ca sĩ, một số ca sĩ báo là bị F0 cho nên là hôm nay là chỉ có tạm 3 ca sĩ này thôi, cho nên là mong mọi người, hẹn mọi người lần sau là sẽ có nhiều ca sĩ có giọng ca các thứ rồi hay hơn rồi ban nhạc, bởi vì hôm nay là cho chương trình là mùa chay cho nên là chủ yếu là không có nhiều nhạc cụ lắm. Hy vọng là ví dụ đến mùa Phục Sinh hay là những cái mùa Giáng sinh khác thì sẽ có nhiều nhạc cụ và ban nhạc sẽ chơi sẽ là vui vẻ hơn. Xin hẹn mọi người lần sau, xin mọi người tiếp tục ủng hộ cho nhóm nhạc để ngày một có thể lớn mạnh để phục vụ mọi người tốt hơn. Xin mọi người tiếp tục cùng đồng hành và ủng hộ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, đấy là những cái tâm tình mà chúng con cũng muốn gửi tới tất cả mọi người. Bạn Hiếu Vũ, bạn ấy có một cái khả năng đặc biệt, đó là chơi được rất là nhiều nhạc cụ. Và bên cạnh đó bạn ấy cũng có một cái tâm, đó là rất là muốn là để gây dựng những thứ mà liên quan đến giáo hội của mình một cách tốt đẹp nhất. Chính vì thế mà bạn luôn luôn có một cái tâm niệm là muốn quy tụ tất cả những anh em có chung sở thích, để chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhau để chúng ta dâng lời cầu nguyện qua tiếng hát. Ở đây thì mình có nhìn thấy được rất là nhiều những bạn trẻ có thể là có rất là nhiều những khả năng. Ví dụ như là bạn Ly đây, có ngày xưa mình có nghe thấy bạn thổi sáo ở trên đại hội giới trẻ thì phải. Và chúng tôi muốn mời gọi tất cả những người có thể là có khả năng đến với chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn Vân Vịt, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây có những người piano hay lắm, đàn hay lắm, xin cảm ơn Vân Vịt ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo trong ngày hôm nay. Một cái phần đặc biệt ngày hôm nay, mình cũng nghĩ ra được rằng hôm nay có một người mà mình cũng rất là quý ở trong làng của mình thôi, cũng là ngày sinh nhật của anh, và anh đang giữ một chức vụ, đó là trưởng giới trẻ của giáo hạt Bắc Ninh, đó là anh Trình. Nhân đây thì cũng gửi lời tặng sinh nhật tới anh, đó là qua ca khúc được mang tên sắp tới này. Vâng, con chào cha Lê Quang Huy ạ. Con hâm mộ cha rất là lâu rồi ạ, từ cái thời mà chúng con đang đi học huynh trưởng ở trên giáo phận Bắc Ninh, mà con cũng đã được cơ hội được gặp cha 2 lần qua các khóa huynh trưởng ở trên thành phố Bắc Ninh. Và chúng con cầu chúc cho cha sẽ luôn đồng hành cùng chúng con, đồng hành cùng tất cả những anh chị em huynh trưởng, và cầu chúc cho cha sẽ có một sức khỏe và bình an trong tình yêu của Thiên Chúa rất là nhiều ạ. Trong cuộc sống của chúng ta có lẽ có quá nhiều những ồn ào, những bồn bề tấp nập của cuộc sống. Đôi khi chúng ta quên mất Chúa hoặc không thể nghe tiếng Chúa trong cuộc sống này. Để lắng nghe và cảm nhận được tiếng Chúa, mỗi người chúng ta hãy biết dành ít phút mỗi ngày lắng đọng tâm hồn và cùng các ca sĩ trong buổi live stream tối nay. Kính chúc toàn thể mọi người một mùa chay thánh thiện và sốt sáng. Xin hẹn mọi người vào những chương trình lần sau. Và sau đây chúng ta sẽ đến với ca khúc được mang tên, đó là ca khúc Lặng. Đây cũng là ca khúc cuối cùng của chúng con dành tặng cho tới mọi người ngày hôm nay. Lặng để nghe tiếng sóng, sóng xô
để nghe tiếng gió gió cuốn cơn đau ngày sau, lặng để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh, đời sau vắng tanh chỗ trái tim xanh thật nhanh. Ca khúc Lặng cũng là ca khúc gần cuối cùng để chúng con muốn gửi tới tất cả mọi người một lời chúc bình an và một đêm ngủ an giấc, và cầu chúc cho chiến tranh sẽ sớm chấm dứt tại Ukraine.
và cầu chúc cho mọi người sẽ có một sức khỏe để chúng ta sẽ cùng nhau chống dịch một cách tốt nhất. Và xin chào chúc và hẹn gặp lại vào những livestream tiếp theo. Chúng ta xin chào tạm biệt.